Được mệnh danh là một trong những thành phố mưa đẹp nhất Việt Nam. Chính vì vậy nên mặc dù đang bước vào mùa mưa với những tác động của thời tiết cực đoan nhưng Đà Lạt vẫn có một sức hút kỳ lạ đối với khách du lịch. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam tại Lâm Đồng. Bạn Nguyễn Thanh Ngân sinh năm 1999 là nhân viên văn phòng của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù qua tìm hiểu thông tin bạn đã biết trước Đà Lạt đang có mưa nhiều nhưng vẫn quyết định book vé đi du lịch cùng chị gái. Theo bạn Ngân chia sẻ, Đà Lạt có sức hút mãnh liệt giúp bạn ấy lấy lại cảm giác cân bằng sau những khó khăn của công việc và cuộc sống. Thì trước khi đến đây thì em cũng xem tin tức và lại coi này kia thì cũng cảm là biết là Đà Lạt là mưa nhiều nhưng mà nếu mà nắng thì có cái gọi là cái vui của nắng, mà có mưa thì có cái vui của mưa, thì mưa thì mình tranh thủ những khi mà nắng thì mình đi chơi, còn mưa thì mình đi ăn đi uống à, hay là những buổi BBQ gì đó, em nghĩ thì nó cũng rất là lãng mạn và rất là chill ạ. Cùng suy nghĩ và tâm thế đó nên bất chấp trời mưa vẫn có hàng ngàn khách du lịch đến với Đà Lạt vào thời điểm này, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Điều này khiến cho các phòng khách sạn vẫn đón khách đều đặn, nhất là các ngày cuối tuần. Các địa điểm công cộng luôn tấp nập du khách qua lại để tận hưởng không khí lạnh như mùa đông giữa mùa hè của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Mình đến Đà Lạt cũng khoảng tầm 10 lần rồi. Tuy nhiên là lần này thì do là cha mẹ chưa có đi nên mình dẫn cha mẹ đi. Và thời tiết ở trong Nam thì nó hơi nắng nóng nên mình chọn mùa hè này để ra đây cho nó mát. Bữa nay là ngày thứ ba em đến Đà Lạt. Đã biết trước trong đầu là sẽ mưa rồi cho nên là cũng không có bị bất ngờ lắm. Chứ cũng có dự tính trước là nếu mưa mình sẽ đi đâu. Với cũng là buổi sáng đi mưa cũng không lớn lắm cho nên là có thể chùm áo mưa đi đến những nơi mà không sợ bị mưa. Như là trong cái cà phê hay kia. Chứ thì cũng may mắn là những lúc mà tụi em cần ra đường thì nó cũng ít khi mưa. Như bây giờ nè. Mùa mưa ở Đà Lạt thường kéo dài từ tháng 6 cho đến hết tháng 10, mà đỉnh điểm được các cơ quan chức năng dự báo là vào tháng 8 tới. Do đó, du khách cần đề cao cảnh giác với tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nên lựa chọn những điểm du lịch an toàn, đầy đủ tiện ích vào những ngày mưa dầm để tránh những phiền toái không đáng có ảnh hưởng đến trải nghiệm của bản thân và gia đình. Dù như thế nào thì Đà Lạt vẫn đẹp đối với những ai yêu mến vùng đất này, đúng không ạ? Và như phóng viên của chúng tôi cũng đã lưu ý thì quý vị, nếu như chúng ta có quyết định là đi Đà Lạt ở thời điểm này thì chúng ta cũng nên theo dõi sát sao hơn về những thông tin về thời tiết để chúng ta sẽ có được những chuyến đi thật là trọn vẹn và những trải nghiệm thật là quý báu quý vị nha.